Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi video. Đây là loài chim cuckatoo màu đen nha mọi người. Nhìn xa nó đen thù lùi, chứ nhìn nó như con vẹt vậy đó mọi người. Có cái mỏ nhìn dễ thương lắm. Hôm nay cuối tuần á, mình bứng mấy cái cây ớt mà mình trồng mọi người, với lại đem một số loại cây qua đây trồng. Giờ thì mình đang bỏ rơm ở trên gốc cây á, để nó đỡ khô mọi người. Maybe lick it. Maybe there's some water on it. Yeah, and just kind of get the knife and what? Get the knife and make a small cut. In Tibby, get away! Tibby! Come here! Come on! Down! Cut a little bit at the trees, right? Yep, just a very small bit. Hi, mọi người. Cây á, mình đem đến đây để mình trồng mọi người. Nhưng mà sợ ở đây không có ai tưới nước thường xuyên được á, nên sẽ dùng cái ống nước để cho nó rỉ nước xuống mỗi ngày á mọi người, để cho nó đỡ bị khô. Trồng cả ngày hôm nay luôn mọi người ơi. À, không đến cả ngày chứ, buổi sáng vài tiếng đồng hồ. Rồi giờ nào mới ghé đến nè mọi người. Hồi sáng á, do trời nóng quá nên là làm tí xíu rồi đi về. Giờ mình sẽ dùng cái que này nè để ghim cái ống nước này xuống đây. Rồi mình sẽ mở nước nhỏ giọt đó mọi người. Ghim vô. Đó, nó sẽ như thế này. Nãy giờ mình làm là đến nguyên kia luôn kìa. Nè mọi người xem, nước nó đang chảy nè. Mà chỗ này chắc lát nữa là phải chích để cho nước nó chảy ra cái khu chỗ nào mà mình muốn á mọi người. Chỗ này chủ yếu là mình trồng ớt không mọi người ơi, chứ mình chưa có trồng rau gì nhiều hết á. Đó. Đó, nguyên một hàng dưới đây là trồng mấy cái loại khác mà. Mọi thứ một ít một loại thôi nè. Ớt đầu ra trái nhiều lắm luôn á mọi người. Mình trồng mấy cái ớt này á, tại vì mình thích khi mà nó chín á mọi người, nó đỏ rực hết luôn á. Vừa à để ăn vừa như kiển luôn mọi người. Tại như ở nhà cũng thích ăn ớt. Ăn cay mọi người. Cái này ghim vô đơn giản lắm mọi người, rất là nhẹ. Đất đỏ không à. Nên là nó dơ lắm mọi người. Nè, ớt nó rớt tùm lum nè. Không biết mấy cái ớt này có sống nổi hay không. Cái bồn nước này mới chuyển xuống nè mọi người. Với lại là đổ đầy nước vô á. Kêu người ta đem nước đến đổ đầy vô. Mình mua rồi xong rồi mình trả tiền mọi người. Chứ bây giờ chưa có nhà nên là chưa có hỡi mà làm cái đường ống để nó dẫn nước mưa vô á. Nên là chủ yếu là mua nước xài trước mọi người. Đó, nãy giờ nói ba cái đường ống dài xuống tuốt ở dưới cái chỗ container á. Đồng ơi tùm lum mọi người ơi. Nè mọi người xem cái đường ống như thế này nè. Cái này nè, nó làm cái đường ống nãy á, nếu mà nó búng thì nó búng như thế này nè, mình nghĩ ở bên Việt Nam thì chắc cũng nhiều. Ai mà làm nông làm vườn thì chắc biết. Mình thì cũng mới biết ra. Lúc trước mình cũng biết là có loại này, nhưng mà mình cũng mới thấy, cũng mới làm đây thôi mọi người, chứ cũng chưa rành lắm. Mình trồng nè mọi người, nha đam. Cái này là thanh long. Rồi cái này là xương rồng trồng kiển á mọi người. Mình đem đến mới đây mốt mình ươm ra để cho nó lan ra khu màu tím, khu là cái bông này nè. Rồi ớt, rau răm, rồi bạc hà, é quế. Ô mọi người xem cái này nè. Cái trái ớt chuông mọi người. Trái ớt chuông nó lớn được như đây nè, không có chăm sóc gì nhiều mà nó cũng ra lớn ra, ra được tầm này nè, mốt cũng ra nữa. Có cái bông sứ này nè. Sứ này nó ra bông nhìn đẹp lắm, hai tầng.
mà nó ra cái màu hồng thẫm thẫm á, nhìn đẹp lắm mọi người. Cây gừng thì đang đâm lên nè, mấy bữa trước lạnh quá nó đâm lên không nổi á. Một mình ươm hai cây nhưng mà một cây nó bị úng nó chết rồi, chắc mình tưới nước nhiều quá đó mọi người. Đó, còn một cây này ở đang đâm lên nè, không biết để ở đây rồi nắng như thế này không biết cái sống nổi hay không. Đó, đây là hai cây, cây chanh với lại cây cam được tặng mọi người ơi, với lại cây sả nè mọi người. Sả hôm trước cũng mới ươm nè, nó lên quá cho tốt luôn nè. Rồi cây này là cây mắc ca nè mọi người, lá nó hơi vàng nè, tại vì trong đây chắc nó cũng thiếu chất dinh dưỡng á, mốt mình bứng ra ngoài mình trồng mình bỏ thêm phân. À, còn mấy cây ớt này á, là hôm trước mình bứng ra trước á, bây giờ nó sống nó tươi đó. Còn mấy cây ớt này á thì mới bứng ngày hôm nay thôi mọi người, nó vẫn đang còn héo lắm, tại vì tách gốc nó lên rồi á nên là nó ảnh hưởng á mọi người. Mọi người nhìn xem ớt này, ớt này trái nó to lắm nha mọi người, mà mình trồng không có chăm sóc gì luôn á, mình trồng là mình cắm xuống vậy thôi. Hơn nửa ngón tay. Rau muống nè mọi người, không có chăm sóc gì nhiều nên là nó muốn héo rồi mọi người. Đây ớt á, thì cái loại ớt này nó to nhưng mà nó không có cay bằng cái loại ớt ớt nhỏ này mọi người. Ớt nhỏ này nó vừa cay mà nó vừa thơm, mình thích cái loại ớt này hơn. Cây ớt này nó hơi, cây ớt này nè nó tròn nhìn đẹp lắm nè, mà nó hơi bị héo rồi do ngày hôm nay nắng quá mọi người. Đó, trồng một hàng ớt ở đây tầm mười mấy cây á, đây cũng hai ba cây ớt, còn nhiêu là mấy cái cây lý nhí gì không à, chưa có chính thức trồng rau. Cỏ hôm trước trồng nó lên được vô đây nè mọi người, lú nhú được vô đây nè, chắc phải xịt nước thêm chứ mấy ngày nay nó cũng không có mưa nữa. Đó, đến ngày nó tươi xanh lên rồi ớt nó ra trái nhìn đẹp mọi người. Mình cũng chưa trồng rau trồng vườn gì nhiều mọi người ơi, tại bữa nào mới trồng được. Nguyên chỗ này là hôm trước con đồi nè, mọi người thấy người ta đào cái khu vực đất chỗ này nè, cũng mét mấy mọi người, cũng hơi cao á. Ta đào cái phần đất, nguyên cái phần đất chỗ này luôn, để người ta san bằng lại cho cái phần phía trước này nè. Tại vì nó thuộc dạng như là dốc xuống mọi người, dốc xuống vậy nè, thì người ta lấy đất của cái chòm này người ta chắc vô chỗ kia. Đó, cái bồn nước đó mọi người, nước đó là mới mua bỏ vô đầy bình luôn rồi mọi người. Giờ là do mặt trời nó chiếu qua phía bên hướng này đó mọi người, mà có cây á nó mát, chứ buổi sáng thì nó nắng. Trong đây y như trong rừng vậy mọi người, yên tĩnh lắm, xung quanh chủ yếu là cây không à. Nhìn cảnh đồ cũng được mọi người, chủ yếu là cây không à, mà phía bên kia là đồi nè. Thì video của mình sẽ được kết thúc tại đây nha mọi người. Bye và hẹn gặp lại mọi người vào video sau.